Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn cùng quay trở lại với chuyên mục Khám phá Điện Biên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên ngày hôm nay. Và vị trí mà tôi đang đứng đó chính là lưng chừng của đèo Tàng Quái, một trong những tuyến đường đèo đẹp nhất tại tỉnh Điện Biên của chúng ta. Và từ vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy một thung lũng rất là trù phú, đó chính là điểm đến mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị các bạn. Đó chính là thung lũng Mường Khoe, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thung lũng Mường Khoe. Chào em. À, dạ vâng, em chào anh ạ. Em có hay lên cái vị trí này để chụp ảnh không? Dạ vâng, cũng rất ít khi có dịp được lên anh ạ. Đặc biệt là hôm nay lại may quá, được bắt đúng cái cảnh đẹp như thế này. Ở cái vị trí này ạ, chưa phải là điều tuyệt vời nhất đâu. Bây giờ em xin phép là được mời anh lên trên Tàng Quái Lầu, thì chúng ta có thể nhìn rõ được toàn bộ cảnh ở phía trên hơn. Vậy thì ta đi luôn nhỉ? Dạ vâng. Bây giờ khi mây tan rồi, em có thể nhìn thấy rõ không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy một thung lũng rất là trù phú đúng không? Dạ vâng. Những cánh đồng, những thửa ruộng và cả những vườn cà phê thì bạt ngàn. Mỗi gia đình nếu mà không có một mảnh vườn hay là không có một cái nơi trồng cà phê ấy ạ, thì như vậy là người ta không tính là người Mường Ảng đâu anh ạ. À vậy à? À mà tới Mường Ảng thì nhất định là không thể quên là uống cà phê Mường Ảng. Em xin phép được mời anh xuống dưới thưởng thức một ly cà phê Mường Ảng. Nhất trí. Em mời anh ạ. Anh thấy cà phê nguyên chất đấy nó có vẻ hơi chua chua một chút. Anh thử xem hương vị thế nào. Cà phê Mường Ảng thì có vị chua khác với lại những cái vị cà phê mà mình vẫn uống. Em có hay lên đây không? Cũng thi thoảng lắm mới có dịp để lên được. Thì thực ra là mang tiếng là người bản địa đấy anh ạ. Thế nhưng mà ví dụ như mà phải lên vào cái thời điểm hợp lý, săn được cảnh mây đẹp hay là săn được những cái góc quay đẹp các thứ đi cùng với nhóm bạn bè thì mình mới lên. Chứ còn nếu mà để tự dưng là đi lên một mình thì rất là khó gì. Ở vị trí này mà có thể ngồi ngắm cảnh với bạn bè, có thể thưởng thức ly cà phê tại chính quê hương mình thì đúng là một niềm vui không phải ai cũng có. Dạ. Đây là những cây cà phê Arabica đã làm nên thương hiệu rất riêng của Mường Ảng. Và đây cũng là nguồn gốc của những ly cà phê Mường Ảng thơm ngon, nước tiếng và có hương vị rất riêng. Và đó cũng là cội nguồn của những ly cà phê thơm ngon với hương vị rất riêng mà anh em mình vừa thưởng thức ở trên nhé. Rõ ràng là năm nay thì cà phê đang vào mùa thu hoạch như thế này thì chắc chắn là sẽ có một mùa mùa thu đúng không? Dạ vâng ạ, hy vọng rằng là tình hình sẽ được cải thiện hơn so với những năm trước. Vâng, giới thiệu với anh ngay nơi chúng ta đang đứng đây, đó chính là tuyến đường nội thị 42m. Đây là một nút thắt giao thông cực kỳ quan trọng nối liền với quốc lộ 279. Và đây là một trong số những cái công trình mới được kiến tạo bởi ý Đảng lòng dân. Nơi mà chúng ta đang đứng đây chính là con đường hoa của huyện em ạ. Con đường này thì được tạo nên bởi có sự góp sức góp công của cả người dân cũng như là các cơ quan đoàn thể chính quyền vừa trồng vừa chăm sóc để có được một hoa đẹp như bây giờ anh ạ. Và ở nơi đây thì mỗi một mùa ấy ạ, thì chúng em đều có sự thay đổi về các giống hoa để mọi người có thể đến đây chụp ảnh check in, hay là những vị du khách nào đấy đi ngang qua đây, vô tình đi ngang qua đây cũng sẽ lạc vào giống hoa và sẽ dừng lại lâu hơn của chúng em. Và rõ ràng là khi mà chúng ta trồng những loại hoa này thì sẽ kiến tạo thêm cho cái không gian đô thị bao giờ cũng sẽ đẹp hơn. Dạ. Như anh đã thấy ạ, ngoài vẻ xanh mát bạt ngàn của những vườn cà phê thì chúng ta đến với thung lũng Mường Khoe mùa này còn có vẻ đẹp của sự ấm no. Đó. Đây là lúc mà người dân đang thu hoạch lúa. Thì trên gương mặt của mỗi người nông dân ạ đang hiện ra sự ấm no hạnh phúc và năm nay chắc chắn là một vụ mùa bội thu. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, thông qua lời chia sẻ của Kiều Thương thì chúng ta đã đến thăm một vùng đất rất là thú vị, một vùng đất đáng sống, đó là thung lũng Mường Khoe Mường Ảng. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với chuyên mục Khám phá Điện Biên của chúng tôi để đến với nhiều vùng đất mới và nhiều cảnh đẹp mới trên mảnh đất Điện Biên.
Và chuyên mục ngày hôm nay thì cũng xin được cảm ơn Kiều Thương đã đồng hành cùng với chuyên mục Khám phá Điện Biên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Dạ vâng, rất cảm ơn anh và chương trình đã có những cái tư liệu rất là đẹp về Mường quê em, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng được gặp nhau trong những cái chuyên mục tiếp theo khám phá về Mường quê em. Và hy vọng rằng là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành với chuyên mục Khám phá Điện Biên của chúng tôi để đến với nhiều miền quê đang sống trên bàn tỉnh Điện Biên. Và đến đây thì chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.